sẽ ăn kem và ăn bắp này xem nó mùi vị như thế nào thì mình sẽ nói cho các bạn nghe mùi vị của nó như thế nào. Rồi đến ăn nam á. Hôm nay mình sẽ ăn thử ba loại kem này. Cắt cái đi. Đổ kem này rồi. Ăn kem trước đi, muốn luôn một cái kem này. Kem như cái này không vãi. Đâu, kem đâu? Không vãi. Hương vải đúng không? Không, hương dừa. Ngon không? Ngon không? Ngon. Ngon á. Kem gì này, gọi kem gì? Kem bún bùa phải không? Dạ. Kem này khác với kem bún bùa bình thường nhỉ. Mùi dừa. Thật. Cắt một cái bọng ra ăn cùng cho nó ngon. Này, cắt bỏng ra nè. Đây, như nó cũng có đường đấy. Cắt nè. Đây, đây nè. Mày kéo cắt đi. Sụp đường đa. Thử dính cái bỏng vào kem này xem có ngon không. Cái này dính vào đây đấy. Tính là cho nào ăn ngon không nào. Vừa ăn bằng ăn kem ngon không? Ngon, rất là lạ. Ngon không? Trời, ăn đầy miệng luôn. Ăn hết kem đấy thì ăn kem kia thế nào? Kem này nó sao hình con dấu. Em ăn hết đi. Thôi một cây à? Ăn cùng nhau. Ăn cùng nhau hả? Mỗi người muốn một miếng hả? Đúng không? Hình con ma này. Mấy con ma ở trong này. Màu vàng, màu xanh, màu vàng. Còn màu xanh. Màu xanh là cây, màu vàng. Màu cam. Còn có màu cam. Đâu, thêm một kem có cái gì nè. Trời ơi, bốn màu luôn á. Đâu, xem nào, mở xem nào có cái gì nè, lấy ra đi. Kem bốn mùa luôn. Đấy, có bốn màu luôn. Màu xanh nè. Màu gì nữa? Trời ơi, một mấy cây đó? Con đang cầm mấy cây á? 1 2 3 4 4. Đâu những màu gì? Nói nghe nè. Chua. Hơi chua chua nhỉ. Ngậm mãi. Ngậm cái màu này. Không ăn mỏng ngô đi, ăn cùng mỏng ngô cho ngon. Rồi con được cắt cái này ra xem là cái gì nào. Cắt cái đầu á.
Được, hết chưa? Hết rồi. Ăn nhanh thế. Rồi cắt cái kia ra đi. Xem nó có cái gì nè. Cây đây nè, cây đây nè, cắt đi. Để thắt xuống cắt. Để bỏ bố cắt ra. Cầm như thế nào, cầm cây ke kìa, cầm cây như thế nào. Rồi, kem gì đây? Sô-cô-la à? Cắn một miếng như thế nào. Ngon không? Ngon. Cắn sô-cô-la. Thôi, ăn cái một vàng đi em ạ. Ăn cái một vàng nhỏ đi. Nó tao nó vô. Mùi gì ta? Ăn cái kiểu bộ ăn này nó thấy là lạc hương lắm á. Chả biết hương gì lắm. Đây là hương, hương sầu riêng. Không. Sầu riêng. Vỏ ngoài nó có sô-cô-la này, ăn hơi giòn giòn. Trong nó có sữa này. Cắn miếng này. Cắn đứt cái tay á. Trời ơi, cái răng thỏ kìa. Cá nhân là rửa răng. Ngon nhỉ. Ôi ai kể cho ăn thượt. Ôi ai cho ăn thượt. Tự xem nó bao nhiêu gì. Rồi nhấn lên đây. Mẹ ơi. Ăn từ từ. Rồi cắn miếng này cho nào, ngon lắm. Đó, ngon không? Có. À, ăn miếng nữa nè. Cảm giác thế nào? Ngon ngon lại chả biết ngon rồi. Cảm giác thế nào nhỉ? Này có món bánh gì nữa đây, lấy ra xem nào. Rồi. Ăn cho nào, ăn đi. Cắn miếng cho nào. Bánh mà. Có ngon không? Ngon, ăn thử. Ăn nào thử cho nào. Dài. Hơi dài dài đúng không? Bánh này gọi bánh gì? Bánh dày chiên à? Ăn đi. Rồi, ăn cái bánh từ cả nước không ạ? Ăn hết. Dạ. Em đã thắng rồi. Ăn còn một cây à. Em còn một cây. Hương này như hương táo. Hương gì? Hương táo. Thì hương gì? Hương táo. Cái này hương dâu. Ăn xong được cái vỏ mình để làm gì ấy nhỉ? Để bỏ cây vô rồi vứt. Vứt ở đâu? Vứt vào thùng giá. Đúng rồi. Anh em vứt vào giò ha. Giò sọt lắm.
Anh em phải sò giá. Hôm nay ăn con. Phải sò giá kìa. Không phải. Rác. Sò giá. Cá. Ăn bỏ ngô không? Ăn bỏ ngô đi, ngon cho ngon này. Thêm bỏ ngô đi. Ăn kem với bỏ ngô tuyệt vời luôn nè. Ngon không? Ngon. Em chán. Tôi sẽ thưởng thức món giam bơ. Giam bơ. Rồi. Bắp giam bơ. Bắp giam bơ. Giam bơ. Rồi, ăn xong rồi đúng không? Hàng nhấn chụp like và nút like để đăng ký kênh chơi của nhé. Rồi, hết chưa? Hết rồi. Ăn nhanh chứ. Rồi, cắt cái kia ra đi. Xem nó có cái gì nè. Cây đây nè, cây đây nè, cắt đi. Để thắt xuống cát. Để bỏ bố cát ra. Đâu rồi? Đâu rồi? Cầm như thế nào? Cầm cây kia kia. Cầm cây như thế nào? Rồi, kem gì đây? Sô-cô-la à? Cắn một miếng như nào? Ngon không? Ngon. Cắn sô-cô-la. Thôi ăn cái một vàng đi em ăn. Ăn cái một vàng nhỏ đi. Nó tao nó vô. Mùi gì ta? Để ăn cái kiểu bộ ăn này nó thấy là lạ hương lắm á. Chả biết hương gì luôn. Đây là hương, hương sầu riêng. Không. Sầu riêng lắm. Vỏ ngoài nó có sô cô la này, ăn hơi giòn giòn. Trong nó có sữa này. Cắn miếng này. Cắn đứt cái tay á. Trời ơi, cái răng thỏ kìa. Cắn lên là rồi răng. Ngon nhỉ. Rồi cắn miếng này cho nào, ngon lắm. Đó, ngon không? Có. À, ăn miếng nữa nè. Cảm giác thế nào? Ngon lại, chả biết ngon rồi. Cảm giác thế nào nhỉ? Kiểu gì á, không biết.
lại có món bánh gì nữa đây, lấy cho xem nào. Rồi. Ăn cho nào, ăn cho nào, ăn đi. Cắn miếng cho nào. Bánh nào? Có ngon không? Ngon, ăn thử. Ăn ăn thử cho nào. Dài. Hơi dài dài đúng không? Bánh này gọi là bánh gì? Bánh dày, bánh dày chiên à? Ăn đi. Đâu, ăn cái bánh từ ăn nước không ạ? Ăn hết à? Dạ. Em đã thắng rồi. Ăn còn cây à? Em còn một cây. Hương này như hương táo. Hương gì? Hương táo. Thì hương gì? Hương táo. Cái này hương dâu. Ăn xong được cái vỏ mình để làm gì ấy nhỉ? Để bỏ cây vô rồi vứt. Vứt ở đâu? Vứt vào thùng giá. Đúng rồi. Anh em bỏ vứt vào sò ha. Rồi sò giá. Anh em bỏ sò giá. Hôm nay ai con? Ông bỏ sò giá. Không phải. Rác. Sò giá. Cá. Ăn bỏ ngô không? Ăn bỏ ngô đi, ngon cho ngon này. Thêm bỏ ngô đi. Ăn kem với bỏ ngô tuyệt vời luôn nè. Ngon không? Tôi sẽ thưởng thức món jambal. Jambal. Rồi. Bắp jambal. Bắp jambal. Jambal. Mấy cây kia. Anh có những cây kia, anh có không kia. Rồi, ăn xong rồi đúng không? Hành nhấn chụp like và nút like.